Sao? Cái đó nhiêu? Trời ơi, có vậy bà coi nè, 99 đô mà nó on sale hoành còn 70. Bà bỏ em quá. Ok. Ủa cái này khi mà quẩy đầu đồ mà đi cho em đi du lịch nữa. Dạ. Trời ơi, đó đã lắm. Đó, sang. Mà sắp chung với nhau mới đã. Sang trọng. Tại vì á, cái stroller cũng giống nhau mà cái này cũng giống nhau. Sang trọng. Thứ. Bình tĩnh thôi. Cái này là quà của chị Min from Dạ Quỳnh. No, quà to chị Min from Dạ Quỳnh. Nhiều quà quá vậy. Ooh, mỹ phẩm. Không biết là gì. Cái này là cho khách nhìn. Đã lộ quên, em xin lỗi. Không phải cái này, cái này đẹp thôi. Đẹp hả? Ơi, chụp dỡ lên em. Wow, đẹp quá. Eyeshadow neutral color. Thank you, Dạ Quỳnh. The Urban Decay. Yeah, hiệu này mắc quá. Nhìn chưa, cho nó ngủ, tối nó ngủ. Bỏ quà vô đây. Hoành đồ sướng không? Rồi Dạ Quỳnh nữa. Trời ơi, sao năm nay mình trúng bánh vậy ta? Dạ Quỳnh. Nhiều dữ vậy. Bỏ vậy mấy món. Cái này đừng có cắt trong tay á. Nó bụng ngoài. Không biết tại sao có nhiều quà không em? Không biết tại sao có nhiều quà không? Tại cứ lâu lâu nhớ chị Min cái chạy đi mua quà. Cứ nhớ chị Min cái chạy đi mua quà. Đúng không? Thành ra nó gom tích lý lại được 2-3 gói. Mình làm gì đó con? Ấy bé em cho bà đi ra cho một tươi. Natural aqua gel. Cái này dùng để làm gì vậy? Remove layer of dry dead rough skin. Này là rửa mặt, rửa mặt á hả? Đó không phải sữa rửa mặt mà cái gel mask á. Mà nó khi mặt mình mà nó for no paraffin. Oh no fragrance, no coloring, no preservative. Thank you. Okay. Hết rồi phải không? Tan. Còn cái thứ nữa. Chưa có khui hàng rồi, Chanel à. Dạ đang trên đường khui. Món quà này. Cái tiếng vọng ở trong hậu trường ra là có giống như nhắc tuồng vậy đó. Món quà này là của ông xã. Ôi trời ơi. Thâu tóm Giang Sơn. Đây, bấm đi coi nè. Cái này là của ba Minh với lại Vicoi đúng không? Của Vicoi thôi chứ ba Minh đâu có gì đâu. Bạn ngoại. Đây là đúng không con? Của Vicoi đó. Thank tất cả you. Là của Vicoi là con hết tất cả đó con. Ôi sorry. Wow. Để cho em lấy ra. Chụp hình đúng không? Ai chụp hình nhầm không? Sao vậy? Nhấn luôn, ba nhấn nút này chụp hình luôn nè ba. À biết rồi. Nè. Muốn chụp hình hả con? Dạ. Nè, ngồi xuống đây qua chụp hình. Rồi. 1, 2, 3. Lấy xin, máy xin. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Dỡ ra nha. Lấy xin. Xin lỗi, xin lỗi. Dỡ ra, xin chụp nè. Món quà mơ một bấy bấy nhiêu đâu này. Nè. Rồi. Thank you. Chạy. Mở ra hả đi. Rồi con trai đó. Rồi con trai tặng mẹ đó. Con trai còn ở present. Judy cho. À đúng rồi. Với ba xin nó mình cho con nữa. Đúng rồi. Chụp hình nè. Rồi. Chị đứng là chị chụp tấm nè, chụp tấm nè, chụp tấm nè. Đẹp lên. Diễn coi. Đó, đẹp lên đây. Đẹp quá. Trời ơi. Rồi, vậy là bài bán con mình có kết chúng chưa chưa là mà làm mà chưa có chụp lại cho chị Min nữa con cái vàng vòng cổ đi. Rồi, thôi đứng lên nha. Đứng lên nha. Ừ, đứng đi. Rồi, đó. Được chưa? Thank you. Thôi, bây giờ đến sang bên chứ. À, trong Minh Thư trước đi. Minh Thư yên tiên trước đi. Vicoi cũng có quà mà. À, Vicoi không có quà nữa hả? Hai vô đi nè con. Vô nè. Rồi. Em ẩm với Dạ Quỳnh vô. Mở thôi, chị mở đi. Ok. Min giữ camera liên tục luôn hả con? Dạ. Mở gỡ tôi. Trời ơi, xinh nè con. Wow.
con. Tại sao má ổng mà con khóc vậy? Nè, thôi rồi em nhìn luôn nè, chị một thư chị ơi á ấy cười nè, chị nhìn xí nè, thư ơi, thư thư bấm cái chuông, lấy cái chuông á, lấy cái chuông bấm. Rồi. From the neighbor. Wow. Đẹp quá. Dễ thương quá. Cái này là của cậu Si. Cái gì? Cổ Phi. Trời cho đi ăn kiểu gì vậy? Không. Rồi sắn vô mặt nó. Em cứ lỗ tai nó em. Sắn vô mặt nó rồi. Thôi được, bỏ ra đi, bỏ ra. Từ đầu nó chưa. Con thay đồ này. Chưa có tóc tai nữa, đừng đeo luôn. Ê, leggings. Wow, leggings. Đẹp quá, leggings nè. Rồi bỏ màu hồng đi mặc đi chơi. Đôi màu xanh nữa nè. Đôi đi chơi. Đẹp quá. Quá. Wow, dễ thương quá. Đi chơi mùa hè mặc nè. Oh yeah, tính đó. Nhớ. Nhiều đồ đấy. Trời, dễ thương quá. Nhớ ngày mai nha.